Trả lời câu hỏi, mẹ con đã tham gia khóa thanh lọc từ 25 tới 28 tháng 3 vừa rồi và có mua tiếp chai đỏ và vàng về nhà để thanh lọc tiếp 3 ngày nữa. Nhưng mẹ con thanh lọc sang ngày thứ tư thì bị nôn, sang ngày thứ năm thì cũng bị nôn tiếp. Vậy mẹ con có tiếp tục mua tiếp cho mẹ con để thanh lọc tiếp không hay phải đợi một thời gian nữa? Thưa quý vị, nếu thực tập đúng đắn thì chúng ta sẽ không bị cái phản ứng của cơ thể. À, chúng ta phải lắng nghe lại các cái bài giảng, bài chia sẻ ở trong cái trang YouTube Tâm Thành Sakya, và chúng ta phải thực tập làm một cách đúng đắn. Khi chúng ta ăn, chúng ta phải ngồi cho ngay ngắn, thư giãn. Khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng, chúng ta phải đưa thật chậm. Và khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng, chúng ta phải có ý thức rõ ràng về cái tầm quan trọng của cái thức ăn này để giúp mình không những nuôi dưỡng mà còn trị liệu. Chúng ta sẵn sàng mở lòng chấp nhận và đưa vào một cách chậm rãi thì lúc đó cơ thể chúng ta mới tiếp nhận được mà nó không phản ứng. Còn nếu chúng ta không thực tập đúng như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng với những gì mà nó không thích, những gì mà nó thấy lạ, vân vân. Thành ra nếu chúng ta thực tập đúng đắn thì chúng ta sẽ không có cái tình trạng này. Và nếu chúng ta không thực tập được một chu kỳ căn bản tối thiểu thì chúng ta sẽ không gặt hái được cái kết quả mỹ mãn và cũng như không làm mới lại được cái hệ thống của mình ở bên trong. Và hãy cố gắng kiên nhẫn thực tập đúng đắn, nghe bài giảng lại cho kỹ và thực tập lại cho thật là nghiêm chỉnh đúng đắn thì lúc đó chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của chúng ta nuôi dưỡng một cách đúng đắn thì chúng ta có được cái thân của chúng ta khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.